Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisamon. Mình thì cũng giống như bao người ha, có cái chuông này xong cũng gắn lên rồi đợi các thứ. Nhưng mà nó lạ lắm, kiểu như mình chỉ đợi thôi, còn nó sáng hay không là chuyện của nó vậy đó. Tới bây giờ nó vẫn chưa có dấu hiệu là phát sáng hay là kêu bang bang gì hết. Chuông giỡn rồi. Cái chuông này bị làm sao rồi? Ui, ui, nó sáng rồi. À, bí quyết để cho cái chuông này sáng là đi ngủ sớm nha. Vậy luôn hả? Ngồi đợi mấy ngày liền mà không có sáng, rốt cuộc ngủ giấc thức dậy sáng liền. Ủa nhưng mà kêu đi, kêu bang bang đi. Ừ, kêu đi rồi một hồi triệu hồi ra cái em họ o o o o gì đó. Really nigga. Nhưng mà đợi khá là lâu nha. Thôi thì trong lúc rảnh rỗi mình đi chơi, đi phượt các thứ đi, rồi chiều chiều mình về mình coi tiếp ha. Biết đâu bất ngờ chiều về em Ho-Oh nó lại xuất hiện thì sao. Từ hôm qua tới bữa nay á là mình hay trở lại cái vùng núi này lắm luôn á. Tại vì mình muốn gặp được cái em Pokemon cái gì rồng rồng hôm qua là mình quên mất tiêu rồi. Dura, à đây, Dura Ludon á. Mình rất là muốn gặp lại cái em rồng đó luôn, nhưng mà tới bây giờ mình vẫn chưa gặp lại được. Kiểu mình bị xui làm sao ấy. Nhưng mà mình tin rằng kiểu như mình kiên trì như vậy thì sẽ có một ngày nào đó mình gặp lại ẻm thôi. Đây có cái nhà gì này? Ồ, giấu cái gì trong này à, đúng không? Có giấu gì không? Ồ, hình như có nè. À, có giấu bí mật gì dưới này hay sao ấy? Ủa, có giấu gì không? Là sao? Chấm hỏi luôn. Rồi rốt cuộc có giấu cái gì không? Đừng nói không giấu gì nha. Ồ, có nè, giấu một cái rương cướp biển. Ồ, trải qua tầm 5-6 lớp thì chúng ta sẽ tới một cái chỗ có cái rương cướp biển. Mình sẽ lấy đồ nghề của mình ra, đó chính là những cây lốc bích này. Mình sẽ mở ha. Ủa, cái này là cái ổ khóa sắt mà. Vậy thì mình dùng chìa khóa sắt thôi. Ui giời, ui giời. Ở trước là một cái ổ khóa lửa hả? Để mình thử dùng cái chìa khóa này coi coi được không nha. Được luôn. Rồi, nó sẽ cho mình Stone Blade. Oh no. Với một vài cái chìa khóa thôi. Rồi, ở đây nó có cái giếng cầu nguyện nè. À, mình sẽ lấy đồng xu ra mình cầu nguyện cái coi. Đây, amen amen cho con cái Raco Blast. Amen amen. Nope. Cho chìa khóa làm gì, cần Raco Blast cơ. Cho con cái Raco Blast. Ui, Fairy Gem. Ui, nó bắt đầu liên quan tới Pokemon rồi nè. Raco Blast, Raco Blast, Raco Blast, Raco Blast. Nope. Ui, BC Blast. Trời, chút xíu nữa là đúng rồi, gần đúng rồi. Raco Blast đi. Cho mình một cái cọng dây chuyền Sapphire. Cái cuối cùng nè, Raco Blast. Thôi cho trái bơm tức thế nhờ. Người ta ước Raco Blast cho mình BC Blast. Không hiểu luôn. Sao mà đó được. Nữa, lại gặp em này nhưng mà lại là boss nữa mấy cây ấy chứ. Thôi xúc em luôn. Gặp là xúc thôi, chừng nào em chỉ xuất hiện ngoài tự nhiên mình. Mà là thường cơ, Pokemon thường cơ, anh mới bắt em được. Chứ bây giờ em là boss thì sao mà anh bắt cưng về đội. Rồi, nướng Duraludon thôi, Charizard. Nướng em luôn. Rồi, sợ chứ cưng, sợ thì nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài tự nhiên đi. Rồi, giờ thì kết liễu Duraludon và chúng ta sẽ được GS, ủa gì, Park Bone. Oh, hôm nay lại là
một ngày may mắn nữa rồi. Hôm qua đánh Raiden thì được Master Ball. Hôm nay đánh Duraludon được Park Ball. Toàn là bóng xịn thôi. Ồ, còn có cái hội quán nữa. Ủa sao hội quán này nhìn quen vậy? Ủa mình chinh phục hội quán này chưa nhờ? Nhưng mà nhìn chủ hội quán thì quen cực nha. Cái chị mặc bikini nhưng mà để mái chéo nè. Thôi. Ui nhưng mà chủ hội quán này xài Pokemon hệ nước hả? Không được không được. Charizard vô trong đi. Đưa Kyurem ra. Dạ. À dám đánh Kyurem hả? Dám đánh Kyurem hả? Tai Auga. Dám đụng vô. Xử luôn tai Auga nè. Ui thôi mình lọt xuống tầng chợt rồi. Đang đánh nhau mà mình lọt xuống tầng chợt mất rồi. Ồ mình đang khá là áp đảo luôn nè. Kyurem đang quẩy rất là tốt luôn á. Rồi. Giờ thì đây có vẻ là Pokemon cuối cùng thì phải. Xong. Và chúng ta sẽ được một cái huy hiệu hội quán Wave. Ồ đã vậy. Không biết mình có cái huy hiệu này chưa nhờ. Chưa luôn. Ồ vậy là chúng ta được một cái huy hiệu hội quán mới rồi. Nhét vô liền. Bỏ vô một cái. Tèn tèn. Được nha. Ui, hình như đây là chị em sinh đôi với cái chủ hội quán mà lần trước mình đánh nhau hay sao nè. Để kiểu tóc Iran luôn. Không lệch đi đâu được. Nhưng mà được cái là cho cái huy hiệu mới ha. Nói chung thì cảm ơn vì cái huy hiệu mới nha. Rất là đẹp luôn ấy. Sẵn tiện thì gần đây có làng á. Nên mình sẽ coi trong làng có ai giao cho mình nhiệm vụ màu đỏ không. Cỡ rài mình đang săn nhiệm vụ đỏ mà không ai giao hết nhờ. Lạ thiệt á. Ui xa còn có kim tự tháp nữa. Kim tự tháp này mình khám phá chưa nhờ. Hình như là mình khám phá rồi hay sao ấy. Ủa chưa luôn à. Ý? Liệu rằng mình có được quả GS Ball trong kim tự tháp này hay không? Không có nè. Vẫn không có nè. Tiếp tục là không có này. Rồi luôn. Có cái nịt. Sau một ngày đi phượt các thứ thì chúng ta ít ra cũng tìm được một cái huy hiệu hội quán mới ha. Rồi giờ thì tiếp tục công việc ngồi chờ đợi thôi. Tại vì mình phải đợi cho cái chuông này triệu hồi ra một Pokemon huyền thoại cái đã. Chứ không có thể nào bỏ qua cơ hội này được ha. Nhưng mà không biết khi nào Pokemon huyền thoại đó mới xuất hiện cơ. Ui hay là tại mình đi chơi nên Pokemon này không chịu ra luôn ta. Ui có cái nào vậy không? Ui hoang mang vậy. Đứng kế bên nhìn luôn. Canh luôn. Cái giá phải trả cho việc mình đi chơi hôm qua là mình phải đợi thêm vài ngày nữa để cho cái chuông này nó sáng thêm á. Kiểu như mình mà không đợi á là nó sẽ không xuất hiện và qua hôm sau mất tiêu luôn. Khổ nổi. Ủa? Đây là Marip. Marip màu hồng à. Ý? Một em Pokemon màu hồng nữa xuất hiện nè. Ý? Lụm em luôn. Ai biểu em đi lạng vạng ở khu vực này làm chi? Bỏ em vô đội luôn. Được nè. Đây là Marip màu hồng nha. Được, cho em vô đội hình màu hồng của mình nha. Đây, nhét vô. Vậy là đội hình màu hồng của chúng ta đã có được 4 thành viên rồi. Ôi trời, cái chuông sáng gì? Wow. Cái chuông hơi bị sáng luôn rồi. Wow. Đợi thôi. Không đi chơi nữa đâu. Bữa nay tôi ngoan rồi. Hôm qua hơi lì đi chơi, rốt cuộc là không có đợi được. Đây rồi. Yes. Chúng ta đã đợi thành công. Huyền thoại trong cái chuông xuất hiện. Em này có tên là Ho-Oh ha. Yeah. Chinh phục Ho-Oh nào.
cố lên, cố lên. À, mình sẽ kéo rỉa máu hô ô trước ha. Đây là em chim huyền thoại đây. Và khi ẻm xuất hiện thì cái chuông cũng đã biến mất luôn rồi cơ. Wow. Lần này thì mình sẽ cố gắng bắt hô ô bằng fastball đi. Mình cũng còn không quá nhiều đâu, nhưng mà hy vọng với số lượng này thì chúng ta có thể bắt được hô ô ha. Ý, được nè. Vừa đổi sang Ultra Ball dùng vài quả thôi là chúng ta đã bắt được hô ô huyền thoại rồi. Đâu rồi hô ô, đâu rồi? Đây. Ý, tuyệt cú mèo. Đưa hô ô ra cái coi. Phải rất là mất công để chúng ta có được hô ô đấy. Và trên người hô ô thì có một cái Rainbow Wing. Chúng ta có thể dùng để biến Pokemon trở thành cái dạng 7 màu hả? Ủa, dạng cầu vồng hả? Ui, cầu vồng á. Đây là dạng thường của Ho-Oh nè. Còn đây là dạng cầu vồng. Ui, nhìn nhìn lè lẹt thiệt sự á. Dạng cầu vồng nhìn hơi bị lè lẹt luôn. À, tạm thời thì... Ui, không có nhét vô người Ho-Oh lại được rồi. Lấy ra là xong luôn á. Có nên nhuộm màu cho ẻm không? Cái đó thì để xíu tính sau đi ha. Giờ thì mình cứ dùng tạm Ho-Ô dạng mặc định trước đi. Dùng một thời gian thì chúng ta sơn cho Ho-Ô sao cũng được. Không biết mình sơn cho Ho-Ô xong rồi Ho-Ô có mạnh hơn hay không á. Ừ, chắc sơn lên chắc sẽ cái mạnh đấy. Mạnh tinh thần, mình nghĩ vậy. Nhưng mà tính ra ẻm chưa có kỹ năng nào liên quan tới cái hệ của ẻm luôn. Chưa có kỹ năng hệ lửa với hệ bay nào hết á. Chắc phải đi luyện cấp cho ẻm nhiều hơn thôi. Và sẵn cái dịp này á, thì mình sẽ đi tìm thêm những cái Beachjet. Tại vì đây là một trong những cái thứ mà chúng ta có thể tìm và loot. Có xác suất gặp được những cái miếng Blade khá là cao ha. Trong đó có cái miếng Braco Blade nữa. Phải thử thôi chứ biết sao giờ. Đây, chẳng hạn như đây có một cái nè. Nhân phẩm, lọc nhân phẩm. Ui, đá Z nữa chứ. Wow, đây là Magma. Magma shiny luôn mấy chịu. Em này nhìn lạ nha, được. Vô. Cho Ho-Oh tấn công một xíu đi ha. Thì sẵn tiện chúng ta sẽ thu phục cái em Magma này luôn. Shiny nên mới bắt ở nhà. Em này thì gần nhà mình xuất hiện thường xuyên luôn ấy. Nhưng mà không có shiny ha. Hôm nay gặp shiny là lụm em luôn ấy chứ. Ủa, phải shiny không nhờ? Hay là ẻm màu hồng nhờ? Mình phải coi lại mới được. Ủa? Đúng không vậy? Nè, ẻm có màu hồng hồng nè. Hay là đây là shiny nhờ? Không biết nữa. Thôi cứ bỏ vô tạm cái đội hình màu hồng của mình đi ha. Nói chung là có màu hồng hồng là cho vô đội hình mình liền. Cứ có màu hồng là cho vô đội hình thôi. Vậy đi ha, cho dễ. Rồi, giờ thì đưa Ho-Oh ra lại mới được. Đâu rồi ta? Đi, đi tiếp thôi. Bây giờ thì ngoài ra mình còn phải tìm thêm một cái khu vực có đặt cái Art Chalice này nè. Đây là cái để mình gom tất cả những miếng Blade lại với nhau ấy. Cái đó cũng là một thứ rất là quan trọng nha. Nên mình cũng cần phải tìm nó ngay bây giờ thôi. Tại vì nếu như mình tìm đủ hết những miếng Blade mà không có cái Art Chalice đó thì cũng như không à. Đây là quái vật Ultra Beast tiếp theo này. Stakataka. Được, hôm nay anh sẽ cho em đương đầu với quái vật Ultra Beast luôn nhá. Vô nào. Giờ thì nên tấn công bằng kỹ năng này không ta? Kỹ năng mới nè. Thử nhá. Hên quá, vẫn còn vẫn còn cơ hội để thu phục. Chút xíu nên là tiễn cái em này đi luôn rồi. Ho-Oh hơi bị mạnh nha. Rồi, giờ bắt quái thú Ultra Beast này bằng một quả Beast Ball nha. Được hay không đây? Nope. Ui, trời, dùng Beast Ball mà không bắt được luôn kìa. Wow, khó nha, thêm một quả nữa. Lần này thì được hay không? Beast Ball là chuyên bắt quái thú Ultra Beast đấy. Ý, lần này thì được rồi.
Yeah, quá là đã luôn. Để mình coi coi quái thú Ultra Beast đó có chỉ số như thế nào đây. Cũng cũng được ấy nha. Hệ đá với hệ hệ thép. Chắc mình lấy em này đi làm tăng cơ được nè. Để em qua chỗ của mấy quái thú Ultra Beast khác coi. Giờ đây. Vậy là bây giờ mình đã có 2, 4, 5. Mình đã có 5 Pokemon Ultra Beast rồi đó. Quá là đã luôn á. Bộ sưu tập quái thú Ultra Beast ngày càng đông rồi. Rồi giờ thì tiếp tục công việc đi. Thử vận may của mình thôi. Gì hoài vậy? Nữa hả? Đây là quái vật Ultra Beast thứ hai mà mình gặp rồi nè. À, dám đụng hàng hả? Dám đụng hàng vô em. Staka của mình. Vô vô man. Tôi xong rồi, mình chưa hồi phục cho em. Chấp luôn. Ôi nhưng mà không có kỹ năng nào tấn công rồi sao quýnh người ta trời. Coi kỹ năng em toàn là ơi đây 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 có kỹ năng tấn công nè. Này thì giỡn mặt nè. Sợ rồi thì nói nha cưng. Đổi Pokemon luôn. Coi cưng làm gì anh. Rồi chuẩn bị nha. Hô hô. Nướng Staka thôi. Này thì láo nháo nè. Giỡn mặt hả. Ui công nhận hô hô. Mạnh thiệt ha. Vừa đẹp mà vừa mạnh nữa. Như mới mốt mình sơn lên nữa thì chịu sao nổi trời. Hay là sơn liền luôn nha. À mà thôi đi. Từ từ mình đang thích dùng cái dạng mặc định của em nhìn cũng đẹp mà. Hay là phải đặt ra cái thử thách nha. Kiểu như tìm được cái miếng blade cuối cùng thì mình sẽ thưởng cho Ho-Oh bằng cách nhuộm ẻm. Thử thách này nghe hợp lý này, một công đôi chuyện luôn. Rồi chừng nào anh tìm ra được cái Raco blade đi, anh sẽ nhuộm cho em thành Ho-Oh 7 màu. Ho-Oh cầu vồng ha. Quyết định vậy đi, quyết định vậy đi. Ngoài ra thì mình còn có thể dùng cái Rainbow Wing đó cho Bonita để được Bonita cầu cầu vồng này. Đáng cân nhắc nha. Ngoài việc nhuộm cái em Ho-Oh thì chúng ta còn nhuộm được nhiều em lắm. Vậy là chắc mai mốt mình phải tìm thêm chuông rồi. Để mình có thật là nhiều Ho-Oh ha. Cứ mỗi em thì mình được một cộng Rainbow Wing như vậy là hợp lý này à. Được á, mục tiêu mới. Tìm nhiều cái chuông hơn. Đây là Pokemon Mr. Mime. Một Pokemon hệ tiên cũng như là hệ siêu linh nè. Nhìn vui vậy. Được 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 được, bắt em này, bắt em này. Sau vài lần thì chúng ta cũng đã bắt được Mr. Mime rồi. Và xem coi Pokemon Mr. Mime này có nhiều dạng hay không nhá. Mr. Mime. Ui, còn có dạng Galarian nữa này. Wow. Cái dạng này không biết tìm ở cái vùng nào ha. Vẫn có thể tìm được ở cái thế giới Ultra Beast luôn. Ui kìa. Tạo dáng gì vậy? Tạo dáng chụp hình hả? Được luôn. Lâu lắm mới có một em Pokemon chịu tạo dáng cho mình chụp hình á. Rồi tạo dáng đi. Đúng rồi tạo dáng đi. Nhìn em này vui thiệt á. Bắt là hợp lý này. Tiếp bên này còn có một em Im đi bim. Em Pokemon gì mà lè lưỡi nhìn thấy ghê quá. Thôi bắt luôn. Cứ nhìn ghê ghê là lạ là cứ xúc vô đội hình á. Rồi. Và đúng một quả là chúng ta đã bắt được em mới đó rồi. Và sẽ thử luyện cấp cho em luôn nhá. Em này thì có vẻ là có thể tiến hóa thêm được này. Nên cần phải luyện cấp thêm đấy. Đây rồi. Raco Blade. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm ra được cái miếng Blade cuối cùng rồi. Hoàn thành nhiệm vụ. Và Ho-Oh, như lời anh đã nói ha. Anh sẽ cho em cái... Đâu rồi ta? Nãy mình cất ở đâu rồi? Mình khoan, hình như mình... Ủa mình có vứt nhầm không ta? À đây đây đây, hình quá, tưởng đâu. Vứt luôn cái cánh cầu vồng của ẻm rồi chứ. Như lời đã nói, khi mà mình nhặt được cái miếng Raco Blade là thử thách hoàn thành á, mình sẽ thưởng cho Ho-Oh cái này. Tên tên.
đã trở thành dạng cầu vồng nè. Đuôi, cánh và phần đỉnh đầu, kể cả mắt nữa, đã biến thành màu cầu vồng rồi. Nhìn rất là đẹp luôn á. Trời, quá đã luôn bé ơi. Gần đây còn có thành phố kết thúc nữa hả? Có thuyền không? Có vẻ là không có thuyền rồi. À có. Có thuyền luôn. Giờ mà lút được Masterball trong cái thuyền này nữa là bá cháy bò chét này. Được không, được không? Ôi không có rồi. Không có Masterball rồi. Hơi xu nha. Và giờ thì mình sẽ gom hết mấy miếng Blade của mình để tổng hợp lại ha. Coi coi có đủ số lượng chưa. Nhiều khi nè vẫn còn thiếu cũng không chừng đó. Mình sẽ đưa ra cô vô đây nè. Đó, mình sắp xếp rất là đúng trình tự ha, để chúng ta dễ dàng biết hơn. Đây, mình sẽ lấy lần lượt là từ thứ tự từ trên xuống dưới ha. Từ Meadow Blade nè, Flame Blade, Splat, Sky, Insect, Toxic, Snap nè, Mai, rồi Stone, đúng không ta? Đúng rồi. Earth, Red, rồi Sporky nè, Iron, Fist, Ice, Raco và cuối cùng là BC. Yay, đủ nha, không thiếu một cái nào luôn. Khi có đủ hết những cái này thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ tiếp theo. Đó chính là tìm một cái chỗ để chúng ta có thể ghép lại hết cái đống Blade này á. Mình phải cần tới cái Arc Chalice này nè. Mà cái công trình này tìm rất là khó luôn đấy. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa tìm được cái công trình đó này. Kim tự tháp. Liệu rằng bữa nay nhân phẩm chúng ta có đủ cao để có được một quả Jet Bone hay không? Thử mới biết được. Đi. Ui, lại bị lắc rồi. Đừng có lắc ngay lúc này. Trời ơi, đang xuống kim tự tháp mà bị lắc nữa. Đập cái này trước. Kẻo một hồi nó lắc xong rồi nó nổ mìn các thứ là nguy hiểm lắm. Flame Blade là không cần rồi nè. Earth Blade. Thứ tôi cần là Jet Bone. Bruh. Không biết tới bao giờ mình mới có được cái Jet Bone ở đây. Lần nào vô kim tự tháp cũng đọc cái câu thần chú là Jet Bone hết á. Mà chả bao giờ cho mình hết nhờ. Thêm một ngôi làng. Được thế nhờ. Và một ngôi quán luôn. Cơ hội. Để xem có... Ui lại là chỗ hội quán đó nha. Không biết lần này có được quy hiệu hội quán mới hay không, hay là lại bị trùng tiếp đây. Và đội hình lần này mình dùng thì chắc mình sẽ có Ho-O nè, Latios, Latias, Charizard, Kyurem và thêm một thành viên nữa đi. Mình sẽ đưa em một em á thần nhờ. Mình sẽ cho Dragonite. Được. Lâu rồi chưa cho Dragonite ra trận nha. Nay cho Dragonite tham chiến luôn. Và đầu tiên mình lại đánh với á thần Tyranita. Wow, kèo căng nha. Ui, bị á thần Tyranita đánh gục rồi. Phải đưa Kyurem vô để ha giật lại cái ưu thế thôi. Kyurem tấn công trước nè. Gánh tem rồi. Lần này Kyurem lại gánh tem rồi. Tiếp tục là màn thể hiện của Kyurem. Như vậy thì một mình Kyurem sẽ quẩy hết đấy. Mình muốn cho Latios vào một xíu đi. Wow, em này nhìn tí hon vậy. Latios nhìn nhỏ béo quá à. Nhưng mà đừng khinh thường nha. Nhỏ mà có vỏ đấy. Đừng đùa.
Đấy, cũng kéo rỉa được này. Dù hiện tại cấp độ chênh lệch cũng khá là nhiều ha. Rồi, kéo rỉa tốt lắm. Giờ thì tiếp theo là hô ô ha. Đấy, mình sẽ cho tất cả các thành viên của mình ra trận luôn. Bên kia đổi Pokemon à. Wow, trận chiến đầu tiên của hô ô trước một đối thủ đáng gờm sau khi được sơn nè. Sơn lên nhìn cũng chất chơi người dơi phết đấy. Quay đi quẩn lại phải nhờ Kyure gánh tem ha. Rồi. Và sau khi Kyure gánh tem thì chúng ta sẽ được một cái huy hiệu mới. Oh, huy hiệu Cliff. Được nha, cái này mới toanh luôn. Như vậy thì cái hộp đựng huy hiệu đầu tiên của chúng ta sắp đầy rồi. Hôm nay lại có thêm một huy hiệu mới nữa. Quá đã. Được được được. Rồi, giờ thì tiếp tục cưỡi mấy em Pokemon. Tiếp tục hành trình đi tìm cái hạt Chalice nào. Ê, ở cái vùng bãi biển đá này thì mình phát hiện ra có một em Pokemon Snorlax. Ê, được nha. Cái bãi biển đá này tìm cũng khá là khó nên mình phải tranh thủ mình bắt em này thôi. Bon Sweep trước nha. Úi trời, Snorlax chống cự kìa. Nhưng mà chống cự sao được em ơi. Ý, chịu không, chịu không? Chịu đi. Ô, oh, chịu liền. Wow, rất là nhanh chóng ha. Rồi, chúng ta đã có được em Snorlax rồi. Để chúng ta cùng xem ẻm luôn nha. Hiện tại thì ẻm cũng đã cấp 44 rồi. Và đây là một Pokemon hệ thường thôi. Nhưng mà ẻm có cái dạng Gigantamax nha. Ui trời. Ui, ẻm còn có dạng mặc mặc đồ đi biển nữa nè. Trời, đã vậy. Dạng Gigantamax của ẻm nhìn khá là dễ thương luôn á. Nên bắt buộc rồi. Dễ thương như vậy không cho ăn súp mắt thì hơi ổn. Xong, chỉ là có súp mắt rồi nha. Cái tướng em đi nhìn mắc cười thiệt á. Thử cho em vô một trận chiến bất kỳ ha. Đây đây đây, đây có boss luôn nè. Qua đánh boss luôn Snorlax ơi. Vào nha. Dạ, khiêu chiến nào. Đây là boss kiểu như cấp thường đó à. Nên mình tin tưởng Snorlax nè. Súp nha. Rồi, ghi ra anh ta mất lên. Cái bụng của em bây giờ giống như một cái đảo nhân tạo vậy đó. Em nằm ưỡn bụng lên. Ủa, ưỡn bụng lên trời kìa. Nhìn mất cười thiệt á. Được được được. Ủa, cho mình một cái chuông. Oh my god, đây rồi, mình đã có được cái chuông tiếp theo rồi. Ừ, đã nha. Được được, cho cái chuông thì được này. Còn rương không? Hợp lý hợp lý. Tiếp tục là mấy miếng Blast. Ôi đừng cho Blast nữa, tôi không lấy Blast đâu. Cho chuông thì tôi lấy. Thêm một cái chuông nữa nè. Vậy là trong cùng một cái hệ thống hang mà mình tìm được tới hai cái chuông luôn. Trúng mánh rồi. Ui, lần này cũng là cái chuông nữa. Nhưng mà cái chuông này nó lạ lắm. Nó không có dùng để triệu hồi Pokemon. Oh man, phải chi đó là cái chuông để triệu hồi Ho-Oh thì tuyệt vời là bao. Bởi vì giờ nhiều viên Mega quá, đôi lúc có mà còn quên luôn ấy. Để mình lục lại coi. Mega của Latias. Latias. Đây, đây chính là viên Mega của Latias ha. Mình sẽ tìm coi có Latios luôn không. À, không có Latios, có mỗi Latias thôi. Giờ thì em có thể Mega lên rồi. Chỉ tiếc là Latios mình chưa có viên Mega thôi. Không thì cũng hay lắm á. Ù, Mega lên đổi màu luôn á. Quá dữ luôn. Giờ thì thử sức chiến đấu của Latias Mega luôn nha. Hợp lý đấy. Vô em, khiêu chiến luôn. Đúng rồi, chạy lại khiêu chiến Raudan đi. Ui, để mình tự tung bóng chứa đi cho nhanh. Nhưng mà mình sợ mình Mega lên không kịp á. Thử đi. Phải thử mới biết được chứ.
Hy vọng là em chịu nổi một hit của người Browden nhá. Thì test sức mạnh luôn coi. Quýnh một phát, Browden bị hiệu ứng tê liệt rồi kìa. Cũng ổn áp phết đấy. Kiểu em Latias có tốc độ siêu nhanh ấy. Toàn đánh trước thôi. Nhưng mà mong là Raudan đừng có phản đam. Hoặc là quýnh hụt cũng được. Đánh như vậy Raudan sao mà đỡ được. Liên tục là những đòn tấn công của Latias dành cho Raudan á. Và kết liễu luôn. Ui, công nhận Mega cũng có cái lợi á. Sẵn tiện gần đây còn một em boss nữa thôi thì mình sẽ đánh nốt luôn. Để mình luyện cấp cho cái em Impidium của mình nữa. Ồ, có vẻ là tiến hóa kìa. Em nè, em chuẩn bị tiến hóa nè. Rồi rồi, chúng ta cùng chuẩn bị chào đón hình dạng mới của Impidium nha. Trời, không biết sẽ trông như thế nào đây. Nãy giờ quên mất mình còn em này nên không cho em ra ha. Rồi, em đã trở thành Morgrem. Ôi, có một gân nanh luôn kìa, thấy ghê vậy. Còn tiến hóa nữa không? Hình như em vẫn còn có thể tiến hóa thêm một lần nữa đây. Đã nha. Được được được. Những chuyến khám phá sắp tới mình sẽ cho em ra hết kinh nghiệm hoặc là ra chiến đấu các thứ đâu. Để nhanh chóng tiến hóa thành dạng cuối cùng ha. Như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng có khá là nhiều thành viên mới. Trong đó bao gồm một em Snorlax được Gigantamax á. Đây là một hình dạng rất là lạ đối với mình luôn á. Em nằm xong em ưỡn cái bụng lên trời à. Không hiểu luôn. Rồi còn có Ho-Oh được nhuộm 7 màu. Ủa, được nhuộm cầu vòng nữa nè. Rất là đẹp ha. Ngoài ra thì mình còn tìm được hai cái chuông dùng để triệu hồi Pokemon huyền thoại nữa nè. Vậy là sắp tới phải đợi thêm một chiến nữa rồi. Thôi, có công chờ đợi thì có ngày có Pokemon xịn sò chứ có gì đâu. Và đó là những kế hoạch sắp tới của mình. Hy vọng chúng ta sẽ sớm thực hiện được những kế hoạch còn dang dở trong ngày hôm nay ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bye bye.